Ngay sau khi nhận được thông tin có hai gia đình không may bị hỏa hoạn ở bản Năng Cát, xã Chi Nang, chiều mùng 1 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể huyện Lang Chánh đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bước đầu vơi bớt khó khăn. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11, người dân trong bản Năng Cát phát hiện ngôi nhà của ông Hà Văn Cảnh bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lan nhanh từ ngôi nhà sàn sang ngôi nhà gỗ gần đó và nhanh chóng lan sang nhà của gia đình anh Ngân Văn Hướng ngay liền kề. Mặc dù người dân và lực lượng dân quân trong bản đã cố gắng dập lửa, nhưng do nhà là bằng gỗ, đồ đạc trong nhà dễ cháy. Khi phát hiện thì ngọn lửa đã cháy to và lan rộng, gây khó khăn cho việc dập lửa. Trận hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà sàn, 1/2 ngôi nhà gỗ và toàn bộ vật dụng trong nhà của gia đình ông Hà Văn Cảnh, thiêu rụi 1/1 mái tôn, trần nhà, toàn bộ đồ đạc, tiền mặt của gia đình anh Ngân Văn Hướng. Tổng thiệt hại mỗi gia đình ước tính từ 125 triệu đồng đến 135 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được ngành chức năng điều tra làm rõ. Ngay khi nắm được thông tin về vụ hỏa hoạn, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tới thăm hỏi, động viên các gia đình không may gặp hỏa hoạn ở Chi Nang. Tại đây, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đã chia sẻ, động viên và mong muốn các gia đình sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đồng thời trao số tiền hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh cho các gia đình với tổng số tiền hỗ trợ ban đầu cho hai gia đình là 4 triệu 500.000 đồng. Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chính quyền xã Chi Nang cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu 500.000 đồng để giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Đồng thời vận động các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cùng bà con nhân dân chung tay giúp đỡ, kịp thời hỗ trợ các gia đình sớm xây dựng lại nhà ở. Bên cạnh đó, địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bà con nhân dân trên địa bàn, cảnh giác với hỏa hoạn, tránh gây thiệt hại cho bản thân, gia đình và những người xung quanh.